Seiko Sportman, mẫu đồng hồ sư hư của Nhật, bộ máy cơ liên dây thành vỏ inox. Chào mừng các bác đang theo dõi video của kênh đồng hồ Kênh Đồ Cũ, kênh chuyên chia sẻ và giới thiệu về các mẫu đồng hồ xưa của chính hãng. Và trong video ngày hôm nay là 10 mẫu đồng hồ xưa. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào chốt đơn cho em theo số Zalo ở trên màn hình là 0936050424 ạ. Mã đầu tiên là R1, mẫu đồng hồ Urania. Cái này là thân vỏ inox, chân càng, cái form của nó là dáng giống như của đồng dáng gãy đấy các bác nhé, chân càng dáng gãy này, thân vỏ inox. Phần mặt của chiếc này rất là cổ điển. Đây là chiếc đồng hồ cơ liên dây lâu năm, sâu tuổi của các thương hiệu đồng hồ xưa Thụy Sĩ. Mẫu đồng hồ này thì rất là lâu đời rồi các bác nha, từ tầm những năm 1920 rồi. Em này là size mặt 30,5, nó xấp xỉ khoảng tầm 31 cho các bác cổ tay dưới 16 các bác đeo được mẫu đồng hồ này. Toàn thân là thân vỏ inox đúng zin. Đây là phần máy bên trong của chiếc Urania này, máy cơ lên dây 17 chân kính nguyên bản. Bác cùng ngắm lại em đồng hồ này nha. Chân càng của em này thiết kế theo cái kiểu là chân càng gãy. Cọc số học trò, thân vỏ inox, máy cơ lên dây và có giá cực kỳ là dễ để các bác sưu tầm và sở hữu một chiếc đồng hồ xưa sâu tuổi Thụy Sĩ. R1 giá chỉ có 1,2 triệu cho em này thôi các bác nha. Và lưu ý cho em là các bác cổ tay dưới 16 là đeo được, hoặc là các bác muốn mua sưu tầm. Chiếc số 2 Tradition Rep, một mẫu đồng hồ xưa của Thụy Sĩ với phần kim cọc xưa cổ. Đây là một thương hiệu nội địa của đồng hồ Thụy Sĩ xưa. Đáy inox này, vỏ vàng, vỏ vàng này nó có vết thời gian rồi các bác nha. Em này cũng là máy cơ lên dây, size ngang của chiếc này là 31,2. Bộ máy bên trong đây các bác nha, máy cơ nguyên bản 7 chân kính này. Rồi các bác ngắm lại em này trước khi em chuyển sang mẫu đồng hồ tiếp theo. Đồng hồ này thì đã được lau dầu rồi, bảo hành cho các bác phần máy trong vòng 1 năm thì các bác mua đồng hồ tại cửa hàng Kênh Đồ Cũ. Giá của chiếc này là 1,2 triệu, mã T18, đồng hồ Traditional Prep, một mẫu đồng hồ xưa đến từ Thụy Sĩ. Và đây là mẫu đồng hồ mà em đã giới thiệu phần đầu video, Seiko Sportman, một dòng đồng hồ xưa của thương hiệu Seiko. Em này thân vỏ toàn thân là inox, cọc số dạng chỉ, cọc số dạng tia, nắp đáy là thiết kế theo kiểu nắp đậy. Dial sốc và chế độ chống sốc các bác nha. Rồi em có cái hình máy đây để các bác cùng xem là hình máy của chiếc đồng hồ Seiko này. Máy Seiko Sa 15 chân kính, máy nguyên bản xưa. Em này mặt có lấm tấm vết thời gian. Chân càng của chiếc này thì rất là dài. Vâng, và chốt đơn cho em nha, mã S25, giá 1,4 triệu cho em Seiko Sportman này. Đến là Caravan. Em này mặt xám, cọc số dạng khối, cọc xám một chiếc này trải tia luôn này. Một em đồng hồ Caravan đến từ Thụy Sĩ, máy cơ tự động, núm zin logo và thân vỏ inox. Phần mặt lớn, form dáng là rất là khỏe khoắn và chắc chắn.
với size ngang là 34,4, xấp xỉ 35, size dọc của nó là tầm khoảng 38. Rồi các bác cùng ngắm phần núm của chiếc đồng hồ Caravan này, núm có biểu tượng logo nha. Dây khóa inox. Và đây là phần máy bên trong cùng với phần lắp sau của chiếc Caravan này, lắp sau nguyên bản Moldova Caravan Thụy Sĩ này. Nó khắc logo rất là tỉ mỉ phía lắp sau này. Bộ máy thì máy cơ tự động 17 chân kính. Máy rất là sáng và đẹp. Máy sáng tài luôn các bác nha. Vâng, và em này có mã là C28, giá 1,9 triệu. Cái đến mẫu Rodania, một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ xưa, thân vỏ bọc vàng. Em này thì lớp vàng còn rất là đẹp. Ở đây họ có ghi cái thông số bọc vàng là 20 micron. Núm zin có logo, à không, cái này núm zin đồng chùa. Mặt nó có vết thời gian các bác nha. Và đặc biệt là cái bộ kim dây này, và phần chuôi của nó có một biểu tượng giống như là một cái quân bích ấy, biểu tượng quân bích trong bộ cờ ấy. Đáy là đáy inox, đi cùng với nó là một cái sợi dây thun bọc vàng. Em này thì cực kỳ ấn tượng với một cái bộ máy, máy cơ tự động rất là sáng và đẹp, máy nguyên bản của dòng đồng hồ Rodania này, với lắp đáy phía sau là có khắc logo thương hiệu Swissmake. Bộ máy cực kỳ là chất luôn. Mã của đồng hồ mà em đang giới thiệu là mã R97, giá 1,9 triệu. Em này sẽ phù hợp với các bác cổ tay dưới 16 nha. Size của nó là 30,6, nó xấp xỉ tầm 31. Dây bọc vàng, dây thun bọc vàng luôn. Cái đến là Citizen, máy răng cưa 17 chân kính. Đây là bộ máy bên trong của chiếc Citizen mà em đã giới thiệu này, máy răng cưa vàng cực kỳ là đẹp và chất. Nếu như các bác đang muốn sở hữu một chiếc đồng hồ máy răng cưa thì em này cực kỳ tốt trong tầm giá cho các bác sưu tầm nha. Size ngang của chiếc này là 35,2 này, size dọc tầm 35, cọc số của nó là cọc số dạng khối. Thân vỏ là inox. Và em này có giá là 2 triệu, mã C92 ạ. Cái đến là Seiko Champion 850, dòng đồng hồ xưa cao cấp của đồng hồ Seiko. Em này núm zin, núm zin với biểu tượng chữ S. Thân vỏ bọc vàng. Đáy inox. Seiko Champion nó còn có ý nghĩa là nhà vô địch, tức là thể hiện là đây là mẫu đồng hồ xưa, nó thể hiện cho cái sự sang trọng đẳng cấp trong cái mẫu đồng hồ Seiko. Size ngang của nó là 35,5. Các bác cùng ngắm lại em này nha. Phần mặt họ làm rất là to với cái phần niềm nhỏ, nên là khi mà đeo lên trên cổ tay thì cho cảm giác là chiếc đồng hồ có size mặt lớn. Chiếc này có mã F17, giá 1,8 triệu, máy cơ lên dây, thân vỏ bọc vàng. Bọc vàng hồng luôn này. Máy của em này máy cơ lên dây chuẩn Seikosa các bác nhá, 17 chân kính này. VK29 Whitnauer. Em đồng hồ với mặt vân tỏa nhìn cực kỳ là chất luôn, form dáng cổ điển, chân càng độc đáo. Em này là vỏ bọc vàng 10K. Đáy inox.
đi cùng là bộ dây vân chân đà điểu được người dùng cũ người ta đã trang bị cho đồng hồ. Cái sợi dây này nó còn rất là đẹp. Đồng hồ đang chạy ổn định, đã được lau dầu rồi ạ. Size mặt là 33, chuẩn size mặt cổ. Vâng, và chiếc này là mã W29 với giá là 2,2 triệu. Nắp đáy, máy, vỏ, núm, tất cả là nguyên zin nguyên bản cùng với dây da đà điểu các bác nhé. Để sưu tầm được một chiếc đồng hồ thương hiệu Whitnauer cực kỳ là chất, máy quá là đẹp như này luôn, đẹp cổ. Vâng, và ngày hôm nay thì cửa hàng Kim Đồ Cũ cũng đã giới thiệu chi tiết đến các bác các mẫu đồng hồ xưa của Thụy Sĩ và Nhật. Với các bác lần đầu bên kênh Kim Đồ Cũ thì các bác hãy ấn nút đăng ký màu đỏ ngay bên dưới video này kèm biểu tượng chuông để các bác sẽ nhận được thông báo nhanh nhất và sớm nhất trong những lần phát video tiếp theo của cửa hàng Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.